Đông gì đó hả? Ok, thôi thì hôm nay thầy trò chúng ta đến những đất nước xa xôi, cũng là miền đất tổ tiên của chúng ta bao đời ở đây đó. Ok, miền đất này cũng là miền đất của tổ tiên con cháu Lạc Hồng đó, chứ không phải là chỗ quý vị ở. Ok, thôi thì thời xa xưa rồi. Thôi thì quý vị cùng với sư phụ mấy ngày qua kế tiếp đây thì giờ chúng ta cùng nhau tham thiền nhập định, cầu nguyện cho thế giới này, cầu nguyện cho Đông Nam Á, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, cầu nguyện cho đất nước này thái bình và phúc lạc. Ok, hôm nay sư phụ sẽ khai mạc khóa thiền qua bài kệ của sư phụ, kèm theo lực lượng dòng âm lưu thượng đế, và từ đây ta sẽ dùng dòng âm lưu thượng đế qua âm nhạc của nhân gian để nói lên những lời thông điệp của thượng đế cũng như lời khai mạc khóa thiền tắc tại Trung Quốc kia này. Và chúc quý vị bình an, bình an. Càng không vũ trụ đủ mà con xin khai mạc qua thiền, con sẽ ngân nga cùng các thiên thần lực lượng dùng âm lưu thượng đế, muôn ngàn thiền sinh vui tươi họp mặt nơi đây, xin các ngài từ bi gia hộ quả thiền thành công. Thời thượng đế nụ cười tỏ nắng vàng, thiền sinh chúng con cùng tấm lòng thành. Ngày khai mạc này qua thiền mang nhiều tình thương, thật linh thiêng và ấm áp. Thiền sinh năm châu cùng ru ma tham thiền nhập định, một chi một lòng nguyện cầu các đấng thiền liền an mắt thiết tha và trái tim chân thành. Hướng về các đấng tối cao một tâm cầu nguyện, ôi xin người rủ lòng thương chúng con, xin các ngài dẫn lối cho mọi linh hồn chúng sanh, cho chúng sanh đường mở khai tổ cùng trí huệ, cho hoa thiền mở lối yêu thương hạnh phúc trọn đời,
chính Ngài ban cho nhân gian niềm phúc lạc Thượng Đế ơi. Bao niềm vui và hy vọng ru ma gửi đến các thiền sinh, mong thiền sinh gắng an nhiên tham thiền nhập định. Ru ma sẽ hết mình bằng phước lành và diệu giấc, để cuộc đời thiền sinh hưởng phúc lạc bình an. Tim chân thành hướng về các đấng tối cao, một tâm cầu nguyện ôi xin người rủ lòng thương chúng con. Trên các ngài dẫn lối cho mọi linh hồn chúng sanh, cho chúng sanh đường mở khai tốt cùng trí huệ, cho hoa thiền mở lối yêu thương hạnh phúc trọn đời. Chính Ngài ban cho nhân gian niềm phúc lạc Thượng Đế ơi. Bao niềm vui và hy vọng ru ma gửi đến các thiền sinh, mong thiền sinh gắng an nhiên tham thiền nhập định. Ru ma sẽ hết mình bằng phước lành và diệu giấc, để cuộc đời thiền sinh hưởng phúc lạc bình an. Lực lượng quá thiền sẽ quá dài những bất ổn, cho nhân gian được thênh thang đường dài thoát. Ru ma xin Thượng Đế và càn khôn vũ trụ cùng mẹ đại dương hãy gia hộ cho chúng con, để khóa thiền được thành công trọn vẹn và bình chúng con xin cảm tạ Guruji đã ban ân điển lực lượng dòng âm lưu Thượng Đế qua nhạc phẩm vừa rồi. Và thực sự là rất tuyệt vời khi ngày hôm nay chúng con được diện kiến Ngài trong y phục Quan Âm Đại Lễ giữa mảnh đất Trung Hoa, nơi mà nhiều đời chúng con được nghe về việc Đức Mẹ Quan Âm đã hạ phàm tới đây. Chúng con vô cùng xúc động và biết ơn ạ. Thưa Guruji, hiện giờ chúng con không còn cảm giác đây đang là đêm hay ngày, thời gian là bao nhiêu và không gian là đang ở đâu. Chỉ biết mình đang vô cùng sung sướng khi được ở bên ân sư, tận hưởng niềm phúc lạc vô biên này. Chúng con xin dành lời cảm tạ tới Thượng Đế Toàn Năng, tới Phật Tổ Tối Cao, tới các đấng thiên liêng càn khôn, tới Mẹ Đại Dương Tử Bi, tới Mẹ Quan Âm Cứu Khổ, tới Đức Phật Bà Diệu Âm Việt Nam và tới ân sư tôn kính của chúng con ạ. Chúng con xin cung thỉnh Guruji ban cho chúng con đôi lời chỉ dạy đầy tình yêu thương của Ngài. Thôi thì tiền thắc kỳ này hy vọng rằng quý vị tập trung nhiều hơn
để chúng ta đi vào trong Samadhi. Ta dùng âm nhạc của nhân gian qua lời kệ của sư phụ do nhạc sĩ Minh Dương phổ để nói lên và khai mạc khóa thiền thất, dòng âm lưu Thượng Đế gửi đến cho muôn sinh muôn ngàn công đức này, xin hồi hướng cho quê hương đất Việt của chúng ta, đất nước hình công chữ S, con cháu Lạc Hồng. Thì bài hát này sư phụ xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Đăng, và ngài đã nhọc nhằn nói lên hộ lòng sư phụ với bài kệ mà ta muốn dùng qua âm nhạc của nhân gian để chuyển tải đến tất cả muôn sinh cũng như tất cả thiền sinh khắp mọi nơi trên thế giới, và ngày hôm nay có mặt nơi đây cũng như là thiền sinh khắp mọi nơi, để khai mạc với lực lượng dòng âm lưu Thượng Đế thêm một lần nữa ở thế gian này. Thôi thì sư phụ xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Đăng và xin tri ân công đức của ngài, và chúc ngài tiến bước trên con đường nghệ thuật và càng sâu sắc hơn, và đem lại cho đời những nhà nhiều bản nhạc hay hơn và đẹp hơn. Và xin cảm ơn và tri ân công đức của nhạc sĩ. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả thiền sinh có mặt nơi đây. Này thầy trò chúng ta cùng nhau tham thiền nhập định, biết và nhớ đời người ngắn ngủi. Thiền định là một kho tàng, thiền định là một lực lượng của càn khôn vũ trụ. Thiền định là một trí huệ sáng suốt nhất. Thiền định là một món ăn tinh thần, là một ánh sáng của càn khôn, đem lại cho cuộc đời chúng ta cũng như đem lại cho muôn sinh qua ánh sáng thiền định này. Cho nên thiền định vô cùng quan trọng. Chúng ta là nhân sinh ở thế giới này, quý vị là một bậc thánh nhân, Bồ Tát, hay là một nhân vật nào đó trong tam giới, lưu lạc trong thế giới loài người, bị kẹt ở đây, thôi thì đời này kiếp này cùng ta đi về với thế giới vĩnh hằng, đi về với thế giới giải thoát. Thôi thì một lần nữa Guru mong sao quý vị trong 7 ngày gắng cố gắng tham thiền nhập định, 7 ngày gắng tịnh tâm, hưởng những lực lượng Samadhi mà ai ai cũng đều mong muốn đó. Thôi thì đợt này sư phụ cho quý vị thưởng thức hương vị của Samadhi như thế nào. Thế thì sư phụ chỉ nhắc tới đây, quan trọng nhất là chúng ta lúc nào cũng tập trung và tập trung. Phải nhớ, đây là một cánh cửa của thiên đàng, là trí huệ của càn khôn ở bên trong của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng đều đặt ở đây. Nhớ, thấy nó vô cùng dễ và bình thường, nhưng nhiều người mong những điều xa xôi, mong những điều gì đó cao thâm, nhưng chân lý và trí huệ của càn khôn, trí huệ của Phật tánh chúng ta nó vô cùng đơn giản và vô cùng dễ. Tại vì con người chúng ta tìm cái khó ghét nó quen rồi, mong cái khó ghét nó quen rồi, bây giờ nói cái dễ cái không có quan tâm đến. Chuyện nhỏ chúng ta không có quan tâm đến, nhưng càng nhỏ thì càng bị quý. Như quý vị thấy kim cương không? Kim cương tuy nó nhỏ mà nó vô cùng quý. Nên là vậy, còn cục đá nó vô cùng lớn nhưng nó không có giá trị gì cả. Nên là vậy, một ngọn núi khổng lồ nhưng nó không là gì cả. Nhưng một hạt kim cương có chút xíu đó thôi mà nó vô cùng quý giá. Trí huệ chúng ta tuy nhỏ nhưng nó là một càn khôn vũ trụ. Cho nên rằng sự thiền định và tu hành chúng ta là trên hết trong cuộc đời này. Ta một lần nữa sư phụ xin gửi đến quý vị lời chúc bình an và bình an trong khóa thiền này. Và
hết. Đây là sản phẩm mới mà sư phụ cho làm từng hộp nhỏ vậy là cho thí sinh có thể dễ dàng hơn đó. Một gói gì là một cái ly nhỏ mình bỏ nước nóng vô rồi mình đi đâu mình cũng có thể dùng được.